Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu anh em tham gia một chương trình này góp nhận 42 đô. Mình không biết bao nhiêu nhận, bao nhiêu tôi cần, nhưng mà trên dự án nó là nhận 42 đô từ dự án Tesla DeFi nha bạn. Đây là dự án của DeFi để tham gia hôm nay các bạn liên tham gia trong start test bot nè bạn. Con này giao 2 nha các bạn. Mình sẽ nhận được 7 token EZ nè các bạn. 1 TC khoảng 6 đô. 7642 phải các bạn bấm vào. Zone này drop nha các bạn. Mạng lag quá. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cũng join cho nhóm chat chờ trailer nha các bạn. Vì mình giao 1 mình đã join từ gián này rồi các bạn nên mình bắt ít thôi các bạn. Rồi tiếp tục cùng mình join tiếp bên trailer nè. Bạn follow nha các bạn lướt xuống các bạn follow nữa nè. Rồi bạn mới đáp lại. Tiếp tục các bạn follow Instagram nè các bạn. Đáp fan nha các bạn. Instagram thì các bạn theo dõi nghe thấy các bạn. Sau khi các bạn theo dõi xong các bạn mới đáp lại nè. Rồi bọn mình submit đi tên các bạn, tất cả anh em thông cảm mình các bạn, mạng lag quá. Rồi nó hỗ trợ nhóm chat trên trailer một bấm don các bạn. Tiếp tục gỡ đường link profile Instagram thì các bạn nhấp vào Instagram đây các bạn. Thì vào Instagram các bạn bắt đáp lên các bạn. Tất cả các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình đầu người dưới đây nè các bạn. Dưới bên cùng các bạn. Rồi tất cả bạn bấm vào mục chia sẻ nè các bạn. Bài bạn trên cùng các bạn. Đó là lấy username đó. Rồi bạn sẽ chấp nhận. Rồi tất cả các bạn dán đường link Instagram vào đây nha tất cả các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ với Binbi Smart Chain các bạn dùng địa chỉ với Chúc Wallet nha bạn. Rồi mà địa chỉ với Chúc Wallet mình lên nè. Các bạn lướt xuống các bạn tìm địa chỉ Smart Chain nè các bạn sao chép ra điện các bạn rồi bạn bắt đáp lại mà gọi là chatbot nè. Đâu sao không ăn từ rồi các bạn gọi chatbot nha bạn. Rồi bạn nào chưa join vào kênh Telegram nó thì bạn nào join gọi thì bấm don nha bạn. Bà cho mạng lát gì đâu. Rồi tiếp tục con follow từ quý sẽ pinbot nha bạn. Rồi từ Twitter thì các bạn theo dõi nha bạn, các bạn like và từ quý với cái game nữa các bạn. Đây mình tìm các bạn. Không thấy dự án của nó các bạn thì dự án của nó nè các bạn, các bạn like và từ quý với cái game bài này nè các bạn. Bài dự án nữa nha các bạn. Like thêm bài với game. Rồi tất cả bạn mới đáp lại. Rồi bạn bấm don, bấm Z nha bạn. Follow and wish me both. Rồi bạn bấm Z nha bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào settings thì các bạn cần sẽ cập nhật tài khoản các bạn. Các bạn đây là link ghép của bạn. Các bạn gì cái ghép mình chia sẻ bạn bè và người thân kiếm để kiếm thêm tiếp cận các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.